chào tất cả quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn biết không, môi trường hiện nay đang trong tình trạng nguy hiểm, ô nhiễm trầm trọng. Lá phổi xanh của trái đất đang dần bị phá hủy. Từ mặt đất, nguồn nước, biển đến môi trường của chúng ta đang hít thở đều chứa hàng ngàn khói bụi và vô số rác thải mà do chính con người chúng ta thải ra. Trong vai trò là mầm xanh trong tương lai, luôn mong muốn trái đất có một môi trường xanh, sạch, đẹp, thì những gương mặt nam thanh nữ tú của lớp 1A chúng em sẽ mang đến cho tất cả mọi người một bộ sưu tập thời trang mùa hè hết sức mát mẻ và quyến rũ, được tái chế bằng các vật liệu khác nhau. Mở màn cho bộ sưu tập thời trang mùa hè ngày hôm nay chính là bộ trang phục cô bé rừng xanh do siêu mẫu Vi Hà đến từ đất nước America trình diễn, bằng chất liệu hết sức đơn giản từ những chiếc dĩa nhựa đã qua sử dụng, kết hợp cùng với những bông cỏ xanh mang mởn từ những tờ giấy lụa vụn tạo nên chiếc váy dài thước tha, lộng lẫy và uyển chuyển. Cùng với đó là chiếc áo hở vai xinh xắn đầy quyến rũ, tông màu chủ đạo là xanh lá, màu của những khu rừng đang bị tàn phá mỗi ngày. Qua bộ trang phục này, muốn nhắc chúng ta hãy phủ xanh đồ trồng, bảo vệ môi trường không có rác thải nhựa.
dụng những người mẫu có chất liệu từ những tờ giấy báo đã quá sử dụng và thiết kế đã cho ra đời bộ trang phục đầy nam tính. Thiết kế đã tạo nên vẻ lịch lãm, tôi điểm tên cho nét điểm trai của thanh xuân chúng ta.